Thời gian vừa qua đã có nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi, thể hiện vai trò kết nối cho hoạt động khởi nghiệp trong các trường đại học. Thực tiễn cho thấy là trung tâm ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học là một kênh quan trọng để góp phần thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo và tiền đề cho các dự án khởi nghiệp. Có nhiều mô hình dự án được nảy sinh từ nhu cầu học tập hay là cá nhân của sinh viên hoặc là phục vụ cộng đồng xã hội. BK Hậu Đinh là mô hình doanh nghiệp đầu tiên được phép thành lập tại một trường đại học ở Việt Nam. Với sứ mệnh huy động các nguồn lực của nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào quá trình nghiên cứu, ươm tạo và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ của nhà trường. Hàng năm, BK Hậu Đinh tổ chức tìm kiếm các nhà đầu tư thiên thần, tổ chức các hội thảo khoa học về đầu tư thiên thần và kết nối đầu tư với các startup. Tôi có những cái khóa để giúp thúc đẩy thương mại hóa những cái giải pháp về kỹ thuật về công nghệ. Đấy là cách chúng tôi giúp đỡ. Giới thiệu người cố vấn, nâng cao năng lực cho các nhóm và làm sao mà đẩy các cái nhóm đấy ra thực tế sớm, gặp gỡ những cái doanh nghiệp sớm, gặp gỡ những cái người đối tác đồng hành sớm. Là một trong những đơn vị tiên phong trong hoạt động liên kết phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, những năm qua, BK Hậu Đinh đã triển khai nhiều ý tưởng với đề tài khoa học được ươm mầm, chuyển giao thành công. Mô hình vườn ươm BK Hậu Đinh của Đại học Bách khoa Hà Nội đã có những hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho những startup non trẻ này. Những cái kinh nghiệm mà các anh ở BK Hậu Đinh, các anh hỗ trợ kết nối với các mentor khác thì sẽ giúp cho chúng tôi là bớt được những cái bài học thất bại mà chúng tôi có thể từ đấy rút được kinh nghiệm và đi nhanh hơn và đồng thời nó cũng là tiết kiệm được cái chi phí và nguồn lực cho chúng tôi. Thời gian qua, khi hoạt động nghiên cứu của các viện trường đã gia tăng rất nhiều so với trước đây, các bạn trẻ có ý tưởng và khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì vai trò của các vườn ươm ngày càng quan trọng. Các vườn ươm công nghệ trong trường đại học được coi là giải pháp hiệu quả để thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các viện trường. Từ đó, mỗi viện trường sẽ có một trung tâm đồng hành với các nhà khoa học, với sinh viên trong suốt quá trình từ nghiên cứu đến thương mại hóa kết quả.